Trong lớp mẫu giáo này có một số trẻ 2 tuổi phải học chung với các anh chị mẫu giáo. Sở dĩ phải ghép độ tuổi như vậy vì nhà trường chưa thực hiện chuyển đổi mô hình từ trường mẫu giáo sang trường mầm non nên không đủ điều kiện để mở lớp nhà trẻ, trong khi nhu cầu của phụ huynh không phải là không có. Mi xã Heo, huyện Phú Thiện thì cũng nằm trong cái kế hoạch là chuyển đổi từ trường mẫu giáo sang trường mầm non giai đoạn 21-25. Thì hiện tại thì nhà trường cũng đã cố gắng hết sức huy động đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên cũng như là phối hợp với hệ thống chính trị thôn, chính quyền địa phương để mà vận động các cháu ra lớp. Nếu trường mẫu giáo đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động sang trường mầm non thì trường mầm non tại huyện Phú Thiện vẫn đang duy trì tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp vượt so với kế hoạch đề ra. Sau khi huy động trẻ ra lớp, các trường này đã phối hợp với hệ thống chính trị tại địa phương tạo mối quan hệ với phụ huynh để thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trẻ. Chúng tôi chắt chiu những cái kiến thức đó là làm cái tiền đề, cái mũi nhọn cho cái việc thấu tóm lại để bổ sung cho cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn. Cùng với trường mầm non Hoa Phong Lan, trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Phú Thiện là trường thứ hai của huyện đủ điều kiện mở lớp nhà trẻ. Theo lộ trình, từ nay đến năm 2025, huyện sẽ có thêm 4 trong tổng số 10 trường chuyển đổi mô hình từ trường mẫu giáo sang trường mầm non. Thì đến nay các trường cũng đã xây dựng kế hoạch đề án, trong đồng thời là huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đảm bảo theo cái sự chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo. Cũng theo đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Thiện, để thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc trẻ nhà trẻ, đơn vị cũng đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt công tác y tế trường học, bảo đảm 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng phương pháp chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng phù hợp cho trẻ nhà trẻ.